Thân ái chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa đến các bạn một cái clip về cái gia công sắt cột và tất cả những cái gì liên quan tới cái cột bê tông cốt thép các bạn ha. Thì trước khi đi vào chi tiết, mong các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó thì trong cái mùa này thì giá thép lên rất là cao. Đó, thành thử là khi mình làm thì cũng phải cân nhắc trước hết là mình chia cái sắt cột như thế nào khi mình cắt ra để cho nó chẳng cây chẳng hạn ha, thì các bạn nghiên cứu cái đó, hoặc là để so le, hoặc là nối tại cái vị trí chân cột chẳng hạn, thì các bạn cũng tính toán cụ thể. Đây là cái bãi gia công thép, thép cột, thép sàn, thép móng rồi các thứ đây các bạn ha. Đó thì mình sẽ hôm nay mình sẽ trình bày hết tất cả những cái gì liên quan tới cái cột, từ cái cách mình bố trí thép cột, từ cách nối, từ cách đai, từ cách bẻ đai, rồi cái khoảng cách, cái lớp bảo vệ của bê tông, hoặc là cái bẻ cổ chai như thế nào. Đó thì các bạn chú ý theo dõi các bạn ha. Đây là các bạn nhìn thấy đang gia công thép. Hiện tại thì ví dụ như những cái nhà phố thì có những cái bàn bẻ rất là gọn và nhỏ gọn, dễ làm. Còn những công trình lớn thì mình cũng sẽ có những cái máy về cắt sắt và những cái máy cuốn sắt chạy bằng điện 3 pha. Thì với cái công suất của nó lớn, sắt phi 3240 để cắt được hết. Đó, còn đây những cái nhà phố thì chỉ cần làm cái dụng cụ nó đơn giản vậy được rồi. Đó, bây giờ là mình đang bô thép đai cột. Đó, các bạn chú ý. Đầu tiên là các bạn bố trí cái đai cột. Thì cái đai cột, các cái mối giáp nhau, các cái mối nối là các bạn xoay cái đai đi nghe các bạn ha, để cho nó lệch nhau. Ví dụ như cái đai này, cái mối nối nằm trên thì cái đai kia mối nối sẽ nằm dưới. Đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai là việc mình định vị cái cột cho nó thẳng. Đó, với cái vị trí nối thì cái đoạn nối là phải đạt được lớn hơn hoặc bằng 30D các bạn ha. Thì cái D đó là 30D là gì? Thì cái mình hiểu nôm na là nó khoảng 30 lần cái đường kính của cái cốt thép đó. Ví dụ như cốt thép đó 18 thì các bạn nhân lên 30 lần. Đó thì cái khoảng nó là khoảng chừng khoảng 54 là cái là nối, là cái đoạn nối là đạt yêu cầu. Sắt 20 thì khoảng 6 tấc, ví dụ vậy là đạt yêu cầu các bạn ha. Đó, các bạn thấy đó. Thì thường thường có hai cách nối. Cái nối thứ hai là nối tại chân cột. Cái thứ hai là mình nối so le. Đó, thì hai vị trí đều được cả, miễn mình đảm bảo được cái nguyên tắc là đủ độ neo. Đó, nghĩa là cái đoạn dài nối. Và cái vị trí nối đó, mình phải thêm cái cốt đai vô. Đó, ví dụ như là khoảng cách của cái đai cột là 200, thì tại cái vị trí nối là các bạn cho là cái khoảng cách nó là 100, cho cái đai nó dài lên. Rồi các bạn thấy đó, cái vị trí là mình bô đai cột, vị trí nối này thì thép đai được dài lên. Tại vì cái chân cột, tại cái vị trí chân cột thì cái mô măng của nó rất là lớn các bạn ha. Thì mình gia công cái cốt thép tại vị trí nối là bảo đảm được cái độ neo. Cái thứ hai là cái cốt đai đó phải dài. Đó là cái lưu ý thứ hai. Rồi các bạn thấy các cái cột đã nối xong rồi các bạn ha. Các cái vị trí nối thì cái đai dài lên. Và cái chiều dài nối thì lớn hơn hoặc bằng 30D.
Sau khi bôi xong thì các bạn có một cái đai để định vị cái cột để nó không bị xê dịch các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Những cái cột đã được dựng lên rất là thẳng ha. Đó. Phía trên thì mình để thép so le các bạn. Các bạn để bằng cũng được, miễn mình đủ độ neo thôi, nhưng mà để cho nó chẳng sắt thì tức là mình cứ để cho nó dài nên tên tiếp tục mình lại nối so le. Hai cách đều được. Ngoài ra, ở những cái cột có thiết kế thép trên 20, từ 20 trở lên thì các bạn các vị trí nối các bạn phải nhấn cổ chai. Để cho cái đó nhấn cổ chai các bạn ha. Để cho hai cái thép nối nó đồng trục thì khả năng chịu lực của nó mới được tốt các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, thường thường thép từ 20 trở lên thì các bạn nên bẻ cổ chai. Đó, lý do bẻ cổ chai là mình nói để cho hai cái thép nó đồng trục các bạn ha, thì khả năng chịu lực của nó khá tốt. Đó là một cái lưu ý nữa nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Nhấn cổ chai. Rồi, sau khi mình gia công cốt thép xong thì các bạn bắt đầu lắp dựng cốt pha cột. Thì cái cách này mình các bạn lưu ý này, nghĩa là nguyên một cái hàng cột thì các bạn dựng cây trục đầu tiên và trục cuối cùng. Đó, hai cái cột đó là hai cái cột các bạn dựng trước chuẩn. Sau đó các bạn mới căng sợi dây từ cột đầu tới cột cuối và dựng các cái cột ở giữa. Đó, thì cái thứ nhất là nó sau này khi mình đổ lên thì cái cột rất là thẳng hàng và kích thước nó được bảo đảm không bị xê dịch. Các bạn ha, các bạn định vị cái cột đầu và cột cuối, sau đó khi dựng các cái cốt pha ở giữa thì các bạn căng dây từ cột đầu tới cột cuối để chỉnh cột giữa nghe các bạn ha. Đó là cái lưu ý. Đó, các bạn thấy phía dây bên trên không? Thì khi mình gỡ cốt pha ra cái cột của mình nó thẳng tắp luôn. Đó, sau khi một cái cột hoàn chỉnh các bạn thấy rồi ha. Cái chân là kiềng rất là kỹ. Cái hai vị trí cốt thép mình nối ha. Không? Cái cốt đai cũng được bảo đảm không? Rất là dày. Đó, cái thứ ba là cái khoảng cách. Ví dụ cột mình 200-300 thì cái cốt đai mình gia công sẽ là 150, 250. Đó, cái lớp bảo vệ bê tông là 2,5 các bạn ha. Đối với cột, lớp bảo vệ bê tông là 2,5. Đó là những cái lưu ý về cái cột. Tất cả những gì liên quan tới cái cột mình sẽ trình bày trong cái clip này. Đó, các bạn sau khi dựng xong rồi các bạn bắt đầu đổ ngay các bạn ha. Thì quá trình đổ các bạn phải đầm dùi cho thật là kỹ ha. Các bạn dùi thật là kỹ để cột nó không bị rỗ. Cái thứ hai là cái cột nó phải kín để nó không bị mất nước. Đó là những cái lưu ý nha các bạn ha. Đó, những đây là những cái cột sau khi mình đổ xong. Quá trình đổ thì mình cũng phải để râu cột nữa nha các bạn ha, để khi lấy ra thì nó có cái râu sẵn ở trong đó, mai mốt mình xây tường chống nứt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây là mình trình bày hết tất cả những gì liên quan tới cái thép cột và bê tông cột. Các bạn theo dõi và tham khảo thêm. Các bạn có cái ý nào hay thì các bạn comment bên dưới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi kết thúc video, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.